Với chủ đề Tuổi trẻ tiên phong chuyển đổi số, trong tháng thanh niên năm nay, Đoàn viên Thanh niên tỉnh Lâm Đồng đã và đang có nhiều giải pháp sáng tạo, tích cực tiên phong trong việc đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực, góp phần cùng với tỉnh nhà thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Là một địa phương đi đầu trong lĩnh vực phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp thông minh của cả nước, hiện trên địa bàn Lâm Đồng xuất hiện nhiều mô hình nông nghiệp thông minh, nông nghiệp ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất do đoàn viên thanh niên làm chủ, mang lại giá trị kinh tế cao. Cùng với đó, đoàn viên thanh niên còn nhanh chóng bắt kịp với thời đại, tập trung vào việc đa dạng kênh bán hàng, quảng bá thương hiệu trên các sàn thương mại điện tử, mạng xã hội. Ngày trước thì bọn em bán trực tiếp tại vườn thì cũng có một chút khó khăn, nhưng hiện tại thì đã tiếp cận được những cái kênh chuyển đổi số, thì cũng như cái kênh Shopee ở Lazada hoặc là Facebook thì tụi em cũng đã livestream bán hàng và cũng đã tiếp cận được nhiều khách hàng hơn, doanh thu thì nó cũng tăng ổn định hơn ngày trước và cũng tạo được nhiều công ăn việc làm cho mọi người. Thành đoàn Đà Lạt đã triển khai đến đoàn các cơ sở đoàn trực thuộc trên địa bàn thành phố về các cái nội dung về chuyển đổi số. Trong đó sẽ tập trung để vận động đoàn viên thanh niên đăng ký SIM chính chủ cũng như là đăng ký dịch vụ công mức độ 2. Và ngoài ra thì đối với thành đoàn cũng chỉ đạo các cơ sở là tích cực hỗ trợ với chính quyền các phường xã để hỗ trợ người dân trong việc đăng ký tài khoản dịch vụ công, và song song bên cạnh đó là hỗ trợ cùng với các ngân hàng để làm sao hỗ trợ các cái hộ kinh doanh trên địa bàn của thành phố ứng dụng các cái mã code để thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn thành phố. Năm 2023, Trung ương Đoàn lấy chủ đề chuyển đổi số trong công tác đoàn thanh niên cùng với tuổi trẻ cả nước. Tuổi trẻ Lâm Đồng đang tích cực chuyển đổi số đồng bộ trên các mặt công tác của đoàn, phát huy vai trò tiên phong sáng tạo của thanh niên trong công cuộc chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ số. Khi triển khai các cái hoạt động này thì cũng có được một số cái thuận lợi. Thứ nhất là được cái sự ủng hộ của chính quyền địa phương tạo điều kiện để cho thanh niên triển khai các cái hoạt động. Cái thứ hai là cái sự đồng hành của các cái đơn vị doanh nghiệp, đặc biệt là các cái doanh nghiệp viễn thông và các cái ngân hàng thương mại cổ phần ở trên địa bàn tỉnh. Và bên cạnh đó thì đoàn viên thanh niên cũng, các bạn cán bộ đoàn cũng như các bạn đoàn viên thanh niên thì cũng tiếp cận nhanh với các cái xu hướng công nghệ và cũng học hỏi và sử dụng các cái app một cách thuần thục, thì nó cũng là một cái thuận lợi để mà triển khai các cái nội dung này. Chuyển đổi số đang là yêu cầu tất yếu, khách quan, tạo động lực cho sự phát triển. Với khẩu hiệu Tuổi trẻ tiên phong chuyển đổi số, Đoàn viên Thanh niên tỉnh Lâm Đồng đã và đang phát huy vai trò trách nhiệm của tuổi trẻ, thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện để cùng với tỉnh nhà xây dựng thành công chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.